Hân chào các bạn đã trở lại với Sea Cooking and Sharing. Đây là video thứ ba mình làm về buffet tôm hùm và các loại hải sản cao cấp khác tại Sài Gòn. Tuy nhiên lần này đặc biệt hơn vì mình sẽ có trải nghiệm trong một nhà hàng chuẩn 5 sao vô cùng danh tiếng, không chỉ bởi không gian sang trọng, đa dạng món ăn ngon từ Âu cho đến Á. Đến đây bạn có thể chọn cho mình một con tôm hùm, một con ghẹ chắc nịch hay một miếng sashimi tươi rối, cũng như những món ăn truyền thống từ Việt Nam đến Trung Hoa. Được lựa chọn các loại sò, ốc, chế biến cùng nhiều loại sốt khác nhau vô cùng đặc sắc. Tất cả sẽ có trong video review buffet hải sản chuẩn 5 sao tuần này. Và trước khi bắt đầu nội dung chính, mình xin chúc quý cô chú anh chị xem kênh có một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc, một năm mới 2023, tâm nghỉ, sự thành. Lúc này là mình đang có mặt tại khách sạn Sheraton số 88 Đồng Khởi, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, cùng một không khí Noel tràn ngập với tông màu chủ đạo được trang trí năm nay là màu xanh dương vô cùng tươi sáng. Nhà hàng nằm ở tầng 1 của khách sạn Sheraton có một cái tên dễ gây nhầm lẫn là Sài Gòn Cafe. Nhưng mà ở đây họ không phải quán cà phê ha, mà họ phục vụ buffet tối hải sản. Chỗ này đi lên một tầng nữa là nhà hàng Lì Bãi, mình đã từng review rất lâu rồi, rảnh mình sẽ review lại cho các bạn coi. Còn đối với buffet tối tại đây sẽ có giá vé 1.788.000 đã bao gồm rượu vang, bia, trà, cà phê, nước ngọt. Bạn nhân viên đang dẫn mình ra chỗ ngồi mà mình đã đặt trước nè. Dù có mức giá vé đắt đỏ nhưng những ngày cuối tuần lễ Tết tại đây thường xuyên kín bàn các bạn nha. Bàn ăn thì đơn giản thôi, sẽ được setup sẵn dao, muỗng, nĩa, ly rượu vang và ly nước lọc. Không gian của nhà hàng rất rộng, trần cao, ánh sáng có tông màu ấm, công suất phục vụ mình nghĩ đâu đó tầm khoảng gần 300 khách. Khu vực lấy thức ăn sẽ được đặt dọc theo dãy bàn khách ngồi, với khu vực đầu tiên là hào phô mai cải bó xôi đúc lò. Bên cạnh là hai thớt bày thịt bò nướng và thịt trù. Quay này sẽ có một anh trực bếp và mình muốn dùng thì hãy nhờ ảnh cắt ăn liền mới ngon nha. Đừng cắt sẵn để lâu ăn không có ngon. Đi kèm với những lát thịt này là các loại sốt chấm như là tương ớt, tương cà và mù tạt vàng. Kế bên ngoài thịt nướng chính là ba khay gồm khoai tây sốt phô mai đúc lò, cá nướng sốt bơ chanh, tôm càng xanh và tôm hầm nướng, cùng các loại sốt ăn kèm tương ứng như là sốt bò, sốt tiêu đen, sốt nấm và sốt sa tế. Quay lưng lại là mình sẽ thấy một cái đảo thịt nguội kiểu Âu gồm có xúc xích tỏi, pate, jambon với lại ức gà sông khói. Đặc biệt là một cái đùi heo muối rất to với những lát thịt mỏng được cắt sẵn. Khu vực hải sản có tôm hùm, ghẹ bông, tôm càng xanh được đảm bảo về chất lượng cũng như độ tươi sống. Bạn có thể thấy những con ghẹ sống trong bể được nhân viên trực tiếp hấp tại chỗ cho thực khách. Hai cái khay mình đang quay là ghẹ với tôm càng hấp các bạn nha. Còn bên đây là quầy hải sản lạnh đã được luộc chín. Nhà hàng họ để trong những cái nơm tre decor theo phong cách miền quê Việt Nam, gồm có tôm sú, ốc hương, cua, nghêu và sò chén. Đi dọc xuống nữa là quầy salad với đa dạng các món gỏi salad theo phong cách từ Á đến Âu. Đặc biệt mấy bạn mê bơ sữa có thể trải nghiệm được nhiều loại phô mai khi đến đây, cùng các loại ngũ cốc, bánh mì như là bánh mì tròn, bánh mì baguette với bơ mặn ăn kèm. Còn bên góc này khiêm tốn hơn là ẩm thực Trung Hoa. Chúng ta có 4 món ăn vô cùng đặc trưng như là bánh bao chiên, xá xíu, gà quay, heo quay, ăn kèm với nước tương hoặc là tương ớt. Đi tiếp nữa là quầy đồ Nhật với sashimi tươi và sushi cuộn tay được để trên những phiến đá giữ nhiệt, có cá ngừ, cá hồi và rau bạch tuộc rất to. Chị này sẽ tiến hành cắt những miếng cá hồi tươi ngay tại chỗ và cho thực khách lựa chọn luôn. Tới bên này là hàu sống sẽ được tách sẵn, thưởng thức cùng với rượu vodka hoặc là tái chanh các kiểu tùy sở thích. Tuy nhiên hàu mình thấy không được hấp dẫn cho lắm, nhìn có phần hơi ốm. Trở lại với ẩm thực Việt Nam, tại quầy chế biến sẵn mình có gỏi bò trộn xoài, bánh ức trần, cá kho, thịt bò xào tiêu đen và gà xào ớt xanh. Quầy món nước sẽ có bánh canh và phở, tuy nhiên mình sẽ ăn sau nha. Mới vô mà làm một tô cỡ này thì chắc hôm nay mình khỏi review thêm món nào luôn quá. Điểm cộng của khu vực này là bày trí hấp dẫn lắm các bạn. Họ đầy đủ các loại gia vị, rau, giá, quẩy, bánh canh, bánh phở, thịt, tôm, trứng cút được trình bày gọn gàng, trông có vẻ khá chất lượng về mặt nguyên liệu. Ngoài rượu vang, nước ngọt được phục vụ tận bàn, chúng ta có thể tìm thấy trà chanh và nước trái cây ở khu vực buffet line. Tiếp đến là quầy tráng miệng vô cùng đa dạng và rực rỡ sắc màu với nhiều loại bánh ngọt, bánh kem, chè, rau câu cho đến các món như là kem cuộn teppanyaki được đầu bếp trình diễn tại chỗ rất hấp dẫn và lôi cuốn. Kem tươi thì sẽ được để ở trong một tủ kính với 8 loại kem bao gồm các mùi vị như dâu, vani, dừa, xoài và chanh. Trái cây tươi cắt sẵn thì có các loại như là quýt, thanh long, dưa lưới, chanh leo tùy theo ngày. Sau một vòng dạo quanh hết tất cả các quầy buffet, mình bắt đầu bữa ăn với một đĩa sushi. Mà điều khiến cho mình phấn khích nhất chính là wasabi ở đây là wasabi thật, không phải loại được mô phỏng từ củ cải ngựa và phẩm màu mà mình hay ăn. Nói về wasabi thật thì nó rất là hiếm,
giá lại cao, hương vị của hàng thật vẫn có vị cay sọc, nồng đến mũi nhưng không hề làm mình buốt đầu hay gắt một cách dai dẳng. Cái cảm giác cay mát của nó đi qua khứu giác mình nhanh chóng và dễ chịu lắm các bạn. Sashimi cá hồi thì có độ tươi chuẩn chỉnh, vị ngọt nhẹ, lá cắt hơi mỏng và vân mỡ ít nên chất lượng miếng cá này mình đánh giá chỉ ở mức khá thôi, chưa tới mức ngon và xuất sắc đâu. Sashimi cá ngừ thì có một sắc đỏ sẫm rất đẹp, độ béo lẫn độ ngọt hài hòa, độ dai vừa phải, tuy nhiên thịt cá vẫn còn đâu đó mùi tanh nhẹ. Mình phải khử nó bằng việc ăn thêm salad rong nho cũng như gừng hồng để cân bằng lại vị giác một chút. À mà salad rong nho ở đây nó tươi và ngon lắm nha. Sushi cuộn cá ngừ thanh cua thì có lớp gạo dẻo, cuộn chắc tay, phần rong biển tươi bên ngoài thì chưa được nổi bật lắm về hương thơm, tạm được. Cá ngừ và cá hồi sông khói thì có vị mặn nhẹ, đậm đà, vẫn giữ được độ mềm cần thiết. Tuy nhiên, sashimi tươi đây mình ăn còn chưa thấy xuất sắc nữa thì cái phần sông khói này cũng chỉ để ăn cho vui thôi. Và món chính là các món hải sản gồm tôm hùm, ghẹ hào và các loại sò ốc. Tuy nhiên các bạn lưu ý khi đi ăn buffet, nếu quầy line món này quá đông, bạn có thể order trực tiếp từ nhân viên phục vụ. Họ sẽ mang đến tận bàn cho mình mà không cần phải chờ đợi hay chen lấn đâu các bạn nha. Tôm hùm ở Sheraton có size vừa, đầy đặn cùng cỡ với tôm hùm bên King's Road mà mình đã có clip review. Lớp phô mai mỏng có độ béo vừa phải, được nướng đúng độ caramel nên rất thơm và có một màu sắc nâu vàng hấp dẫn. Vị của phô mai chỉ béo, thơm và ngọt nhẹ, không làm lấn át đi phần thịt tôm mà còn giúp cho phần thịt được giữ ẩm, ngọt hơn khá nhiều và khi cắn cũng sướng miệng hơn. Như con tôm mình đang thưởng thức đây có thể nói là rất mọng nước, cực kỳ chất lượng. Một điểm cộng nữa là muối ớt xanh ở đây ngoài vị chua ngọt đậm đà nó còn có hương thơm lá chanh tự nhiên, có thêm một chút độ béo từ sữa nữa nên khi ăn với hải sản cực kỳ hợp lý luôn. Phần đầu tôm các bạn đừng có vội bỏ qua nha. Những con tôm có size to và chắc thịt thế này phần đầu vẫn còn nhiều thịt lắm. Còn cái cách ăn đầu tôm như thế nào thì mình đã chia sẻ chi tiết trong clip mình đi Quy Nhơn rồi, các bạn có thể tham khảo thêm ha. Riêng con tôm này cái phần đầu cũng siêu thịt luôn nè, phần đầu tôm cũng chắc và dài không kém gì con tôm mình ăn ở Quy Nhơn, chỉ là độ ngọt là không bằng thôi. Về tôm hùm nướng bơ tỏi, tổng quan thì chất lượng tôm không khác, chỉ khác ở chỗ khi mình nướng bơ tỏi phần thịt tôm sẽ hơi khô hơn so với nướng phô mai do không có gì che chắn giữ ẩm. Khi tách thịt tôm, một là dùng nĩa tách từ đuôi lên, hai là tách từ đầu xuống chứ không cắm nĩa vào giữa sẽ làm rách đôi con tôm các bạn nha. Trường hợp dùng lực quá mạnh để tách có thể làm văng nước sốt qua người đối diện hoặc bàn bên cạnh thì rất là phiền phức. Về phần bơ tỏi của tôm được phết rất nhẹ nhàng, chỉ mang tính chất tô điểm. Bơ thơm và tỏi không bị đắng hay nhẫn. Hương vị chủ đạo vẫn là hương vị đặc trưng của tôm hùm được khuếch tán mạnh mẽ hơn thông qua con đường sốt ớt rất hay. Các bạn coi phần đầu tôm nhìn đã chưa? Thịt siêu nhiều luôn. Dù là buffet nhưng mình luôn khuyến khích mọi người hãy quý trọng thức ăn, đặc biệt là thức ăn ngon. Món tiếp theo là hào phô mai đúc lò được nướng với cải bó xôi nên cái hương vị lẫn hình thức con hào phô mai khá là đặc trưng. Thịt hào đúc lò đầy đặn, béo và trong tươi hơn rất nhiều so với quầy hào sống. Sự kết hợp giữa phô mai và cải bó xôi khi nướng tạo nên một hương thơm rất ấn tượng, đồng thời cũng giúp món ăn không quá ngậy nếu muốn ăn nhiều. Còn đối với những hải sản chế biến sẵn như là sò chén, ốc hương, tôm sú, vẹm thì mình khá thích ăn con sò chén bởi độ ngọt, tươi và nhiều thịt của nó. Không cần phải xào sốt gì hết và ăn cùng muối xanh không là đã ngon lắm rồi. Ốc hương thì có xay vừa, tươi, thịt chắc, thơm nhẹ. Vẹm thì mình thấy bình thường, không có gì để khen hay chê. Còn về tôm sú thì có phần thịt vô cùng chắc, độ dai vừa phải, độ ngọt rất cao. Tất cả đều tốt, chỉ trừ một điểm là tôm ở đây hơi nhỏ. To hơn chút nữa mình nghĩ ăn sẽ tuyệt vời hơn. Tiếp tục với đĩa ghẹ hấp, trọng lượng ghẹ ở đây mình ước chừng đâu đó khoảng 200g một con thôi, không lớn cũng không nhỏ. Các bạn thấy nó bị rụng càng là do bếp họ hấp lúc nó còn sống nha. Muốn không rụng thì mình phải tiễn nó một đoạn trước rồi mới hấp. Thịt của hai con ghẹ này đều rất đầy đặn và chắc nịch. Để mình tách cái đùi nó ra cho các bạn coi. Thịt ghẹ vô cùng chắc và khá ngọt các bạn nha. Giữa lòng đô thị mình không nghĩ mình có thể ăn một con ghẹ hấp ngon như thế này. Độ ngọt chỉ thua mỗi con ghẹ mình ăn ở Phú Yên hôm trước thôi. Mà cũng không thể so được do ở đây ghẹ người ta không có nuôi trực tiếp. Và ghẹ hấp là một món mình đánh giá có chất lượng nguyên liệu tuyệt vời. Tuyệt vời nhất trong các món mình thử từ nãy đến giờ. Ván trắng ở Sheraton cũng rất nhẹ và thơm. Mình không phải dân sành rượu nên không có nhận xét gì nhiều về rượu ở đây các bạn nha. Giờ thì mình thử tiếp miếng thịt bò được nướng và giữ nóng ở 58 độ C. Độ chín của miếng thịt mình đang cắt rất thấp, chắc chỉ khoảng 20% thôi nhưng không hề bị tanh. Thịt mềm, ngọt, cái hương vị gốc của thịt bò hầu như được giữ lại hết. Tuy nhiên chưa phải là tất cả, hãy giúp miếng thịt bò này ngon hơn nhiều là sốt mù tạt vàng này đây. Mù tạt có vị nhẫn và nồng rất nhẹ, thấm vào miếng thịt bò chỉ làm cái phần thịt nó ngọt và đậm vị hơn thôi chứ không hề tạo cảm giác hắt mũi hay là khó chịu khi ăn. Pate gan dù chỉ là món ăn thêm phụ trợ nhưng chất lượng pate ở đây mình khá bất ngờ bởi độ béo của nó, cũng như hương thơm từ gan heo cực kỳ quyến rũ và động lại trong miệng rất lâu sau khi thưởng thức.
Về phần thịt nguội, thịt sông khói còn lại trên đĩa thì rất bình thường, mà mình cũng không phải người thích ăn thịt nguội cho lắm nên về chủ quan sẽ không đánh giá thêm. Giờ thì lại tiếp tục đi làm phiền mấy anh đầu bếp chế biến cho mình món ốc hương xào bơ tỏi. Theo như mình nhớ, bếp ở đây sẽ có 3 loại sốt là sốt tiêu đen, sốt sa tế và sốt bơ tỏi. Mấy anh sẽ nhận chế biến tất cả các loại tôm, cua, ghẹ, sò, ốc mình lấy ở quầy hấp sẵn đem tới. Chừng 3 phút thôi là mình đã nhận được một cái đĩa ốc hương xào bơ tỏi trông rất là ngon lành rồi. Theo cảm nhận cá nhân, do ốc hương ở đây có độ ngọt hơi thấp, nhưng bù lại có xay vừa, thịt chắc nên khi chế biến lại với sốt bơ tỏi ăn sẽ ngon hơn và thú vị hơn so với ốc được hấp sẵn. Đặc biệt là cái sốt bơ tỏi nhà hàng làm rất là vừa miệng, bơ thơm còn tỏi thì không quá nồng, cộng hưởng lại với nhau cho ra hương vị béo béo, mặn mặn, ngọt ngọt, rất nhẹ nhàng, tinh tế, nên thử. Một khi chắc chắn mình đã thử hết những món ngon nhất, đặc trưng nhất của nhà hàng, mình mới bèn lẻn ra chỗ quầy món nước. Phở thì thấy chỉ có thịt bò khá là bình thường nên mình gọi bánh canh để thử được nhiều topping nhất. Có tôm nè, trứng cút nè, sườn non nè. Bếp ở đây mình đánh giá là rất chuyên nghiệp về mặt tốc độ. Tô bánh canh là tô sâu lòng vừa giữ được nhiệt tốt mà lại dễ cầm mà không sợ bị phỏng. Bạn nào muốn lấy thêm giò cháy quẩy, chanh, ớt hay các loại gia vị ăn kèm thì cứ lấy ở quầy trước mặt mình luôn nha. Trở lại bàn ăn thì tô bánh canh này điểm cộng là có topping nhiều với 2 con tôm, 2 miếng sườn, 1 cái trứng cút và 1 ít nấm rơm. Thịt sườn thì siêu mềm luôn, dùng đũa là có thể dẻ rất dễ dàng. Nước dùng có màu sắc vàng rất đẹp, tuy nhiên vị khá nhạt, chưa đậm đà cũng như ngọt xương cho lắm. Bánh canh thì kiểu bột gạo nhiều, bột năng ít. Cái này là tùy gu mỗi người, như mình là thích ăn bánh canh nó dẻo hơn, còn vợ mình thì thích ăn kiểu chắc gạo hơn. Nguyên liệu tôm và thịt có chất lượng rất tốt. Tuy nhiên đối với mình, bánh canh ngon không phải là dựa trên topping mà là dựa trên chất lượng nước lèo cũng như chất lượng gạo của bánh canh mới là quan trọng nhất. Nhưng mình đang xin vợ mình cái đùi ghẹ để bỏ vô nè. Ăn cho đỡ ngán thôi chứ cũng không cải thiện gì lắm đâu. Món này hình thức đẹp và ăn tạm ổn. Chuyển sang món hoa thì mình thấy không có gì đặc sắc, cảm giác như được thêm vào chỉ để giúp cho tiệc buffet được đa dạng hơn thôi. Xá xíu có phần thịt chưa được mềm lắm, con heo này hơi già nha. Nêm nếm thì vừa miệng, heo quay cũng vậy, thịt đã không được mềm rồi mà còn cắt heo theo khối to nữa nên ăn rất là mỏi miệng. Da thì lại bị yểu, không được giòn, tóm lại là không ngon. Tôm càng thì khá hơn một chút, thịt mềm, rất thấm sốt sa tế, phần đầu có nhiều gạch và gạch béo, ngọt và thơm. Gần cuối bữa ăn, mình gọi thêm tôm hùm. Một nửa nướng mọi, một nửa sốt tiêu. Tuy nhiên đợt này tôm nướng hơi bị khô, không bằng hai con lúc ban đầu. Sốt tiêu tuy ngon nhưng rất tiếc là do tiêu quá thơm đã lấn át đi hương vị gốc của miếng tôm hùm. Món này nếu trở lại thì mình sẽ không gọi. Kết thúc bữa ăn là phần tráng miệng mà mình phải nói là rất rất đa dạng phong phú với nhiều loại bánh ngọt, kem, chè, rau câu, trái cây. Tụi chung lại, những món bánh có phần cốt bông lan đều rất ngon, mềm mịn và tan ngay trong miệng. Nhà nào mà có mấy bạn nhỏ thì có thể dẫn ra quầy kem cuộn hoặc khu vực tháp phun sô-cô-la này nè. Ăn vừa vui mắt lại vừa ngon miệng nữa. Sô-cô-la ngọt nhưng không hề bị gắt. Mình lớn rồi mà mình thấy còn thích nữa, huống chi là các bạn nhỏ. Nói chung, tráng miệng ở đây đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu cho mọi lứa tuổi khác nhau. Ai cũng có thể chọn cho mình một món tráng miệng hợp gu với một chất lượng từ khá đến tốt. Như mình thích ăn kem, mình đánh giá rất cao kem rượu rơm ở đây. Thơm tuyệt vời luôn các bạn. Kem mịn nhưng không hề bị đặc, dễ tan. Ăn vào có thể nói là nhớ mãi cái hương vị kem rơm này. Đến phần thanh toán, nếu bạn đang sở hữu thẻ tín dụng được phát hành bởi Visa và có hạn thẻ từ Platinum trở lên, trong tháng 12 sẽ được giảm 50% giá vé buffet trước thuế và các loại phí. Như mình, thay vì phải trả 4 triệu hơn, thì mình chỉ thanh toán có 2 triệu mốt thôi. Và cũng xin nhắc lại, chương trình này thuộc phạm vi quyết định của Visa, nên mọi thắc mắc bạn hãy liên hệ bên Visa ha. Mình chỉ chia sẻ những cái offer mà mình đã dùng thành công, chứ không phải là quảng cáo hay đại diện cho bất kỳ thương hiệu nào. Còn về cái thẻ mà mình đang dùng, nó là thẻ tín dụng đồng thương hiệu Shopee chuẩn Platinum của VB Bank. Mình mở online 100% mà không cần ra quầy. Các bạn nếu thích có thể tham khảo thêm ở phần mô tả video, mình có để đường link bên dưới. Và nếu thấy video này hay, hữu ích, hãy bấm like và subscribe kênh để luôn nhận được nhiều nội dung mới từ mình. Thân ái và hẹn gặp lại.